Mời các bạn lắng nghe chương trình Vẽ Kể Chuyện, chuyên mục Chuyện Xưa Tích Cũ, bi kịch của những nàng công chúa nổi tiếng trong lịch sử. Giọng đọc Thủy Tiên. Công chúa Ngọc Hân giết vua Quang Trung. Lê Ngọc Hân là con gái thứ 9 của vua Lê Hiển Tông, một trong tứ đại mỹ nhân thời phong kiến. Năm 16 tuổi, cô được gả cho Quang Trung Nguyễn Huệ, sau đó cô theo chồng về Thuận Hóa. Dù là hôn nhân chính trị nhưng cô rất được Nguyễn Huệ yêu thương tôn trọng. Sau khi đại thắng quân Thanh, ông phong cô làm Bắc Cung Hoàng hậu, sinh hai người con là công chúa Nguyễn Ngọc Bảo và hoàng tử Nguyễn Quang Đức. Năm 1792, vua Quang Trung đột ngột băng hà, còn chính cung hoàng hậu là Quang Toản lên ngôi, lấy niên hiệu là Cảnh Thịnh. Cái chết của vua Quang Trung khiến Ngọc Hân suy sụp, cô đã làm bài Ai Tư Vãn để khóc chồng. Từ đó Ngọc Hân bị cô lập ở chùa Kim Tiên, đến năm 1799 thì mất, hưởng dương 29 tuổi. Hai người con của cô cũng lần lượt mất khi mới 12-19 tuổi. Ban đầu mẹ con cô được táng tại Lăng Đan Dương, sau đó bị triều đình nhà Nguyễn trả thù tàn nhẫn, phá miếu thờ, vứt hài cốt xuống sông. Không chỉ bất hạnh, kể cả khi chết đi, thanh danh của cô cũng bị bôi nhọ. Một số nghiên cứu cho rằng cô là hung thủ giết chồng. Động cơ bắt nguồn từ việc hoàng đế Càn Long gả con gái cho Quang Trung. Và vì ghen, Ngọc Hân đã bỏ thuốc độc giết vua, nhưng đó là suy luận không có căn cứ. Cuộc đời Ngọc Hân đầy rẫy những đau thương và thị phi, rất nhiều tranh cãi, nhưng hậu thế vẫn nhớ tới bà bởi tài năng, đức hạnh cùng chuyện tình đẹp với vua Quang Trung. Vụ cướp vợ kẻ thù chấn động của vua Gia Long Nguyễn Ánh. Ngọc Bình là em của công chúa Ngọc Hân, vợ vua Quang Trung, từ nhỏ đã có dung nhan xinh đẹp. Sau khi Quang Trung băng hà, Ngọc Hân là mối em gái cho vua Cảnh Thịnh trở thành hoàng hậu. Như vậy, cả hai vừa là chị em, vừa là mẹ chồng nàng dâu. Ngọc Bình ở ngôi được 6 năm, chưa sinh con thì Nguyễn Ánh thống nhất thiên hạ. Vua Cảnh Thịnh chạy khỏi kinh đô, bỏ mặc sống chết của cô. Nguyễn Ánh trả thù nhà Tây Sơn một cách dã man, nhưng lại mê mẩn nhan sắc Ngọc Bình. Mặc triều thần can gián, ông nói, đến đất nước của giặc tao còn lấy, huống chi là vợ giặc. Nghe xong các quan lại cũng đành bó tay. Ông phong cô làm Tam Cung Đức Phi, chỉ đứng thứ ba sau hoàng hậu và vô cùng sủng ái. Sau khi sinh được 4 người con cho ông, năm 1810, cô qua đời khi mới 27 tuổi, được táng tại làng Trúc Lâm năm 2008. Vì mở đường nên mộ cô bị dời đi một cách sơ sài, với tấm bia đá trên nền lát xi măng, nằm ở một miền quê ven cố đô Huế. Và vì thế dân gian vẫn lưu truyền câu nói, số đầu có số lạ lùng, con vua lại lấy hai chồng làm vua. Drama tình ái của công chúa Huyền Trân. Huyền Trân là công chúa duy nhất của vua Trần Nhân Tông và Thái hậu Khâm Từ Bảo Thánh. Sau khi dẹp được quân Ai Lao sang cướp phá nước ta, Trần Nhân Tông trở về đi tu ở chùa Vũ Lâm. Nhân chuyến ghé vào Chiêm Thành, được vua Chiêm là Chế Mân kính trọng. Nhân Tông hài lòng và rất yêu quý Chế Mân, hứa gả con gái yêu là Huyền Trân và hẹn 4 năm sau mang sính lễ sang, vì lúc đó công chúa mới 14 tuổi. Khi trở về, thượng hoàng đã nói việc hứa gả công chúa, nhưng triều thần phản đối. Đến ngày hẹn, Chế Mân sai người đem lễ vật cầu hôn nhưng không thành. Chế Mân lại dâng đất Châu Ô Châu Lý làm sính lễ, vua Anh Tông mới cho công chúa gả đi. Lễ rước dâu được cử hành một cách trọng thể, Huyền Trân chính thức lên ngôi hoàng hậu. Nàng được nhà vua yêu quý cho đi du hành khắp nơi. Hoàng hậu rất mực quan tâm, xót thương cho cuộc sống dân tình nên luôn hết lòng giúp đỡ nhân dân nước Champa. Tuy nhiên, cuộc sống hạnh phúc của Huyền Trân không kéo dài được bao lâu. Tháng 5 năm 1307, Chế Mân đột ngột qua đời. Theo tục lệ của nước Champa, khi vua băng hà thì hoàng hậu phải lên giàn hỏa thiêu. Vua Anh Tông biết chuyện, sợ công chúa bị hại, bèn sai nhập nội hành khiển thượng thư Bộc Xạ Trần Khắc Trung và an phủ sứ Đặng Văn lập kế đưa công chúa trở về. Trần Khắc Trung tên thật là Đỗ Đức Trung, người ở Giáp Sơn, là thầy dạy học của hai vị Trần Minh Tông và Hiến Tông. Ông là người tài giỏi, 16 tuổi đã đỗ tiến sĩ. Khi sang tới Chiêm Thành, ông giả vờ chủ trương đưa công chúa ra bờ biển để chiêu hồn, rồi dùng thuyền nhẹ cướp đem về. Cuộc chạy trốn kéo dài hơn một năm, và đó cũng là cái cớ dấy lên tin đồn tư thông của họ. Thế nên khi về tới kinh thành, công chúa đã phải xuất gia rồi ra đi trong cô độc lặng lẽ. Dân chúng xót thương nên tôn cô là thần mẫu và lập đền thờ cạnh chùa Nộm Sơn.
Nàng công chúa bị chồng bạo hành rạch mặt là ai? Xưa có một nàng công chúa hy sinh vì cha gả đi để rồi nhận lấy kết cục vô cùng bi thảm. Nàng là con gái của vua Đinh Tiên Hoàng. Bấy giờ, Ngô Nhật Khánh người Đường Lâm Hà Nội là con riêng của một trong năm vị hoàng hậu của vua, một trong 12 sứ quân ở thời loạn trước đó, dòng dõi tiên chúa Ngô Quyền. Dù bề ngoài thân thớt nói cười, nhưng trong lòng hắn ngấm ngầm tính chuyện tạo phản. Vua Đinh Tiên Hoàng biết vậy nên quyết định dùng mỹ nhân kế gả một trong ba cô công chúa của mình cho hắn để ngăn chặn dã tâm. Trong đám cưới của vua và mẹ của Nhật Khánh, tuy căm hờn nhưng hắn vẫn miễn cưỡng đến dự. Nhân đó, vua sắp xếp cho con gái tới cụng ly, khiến Khánh si mê như điếu đổ. Vâng lời cha, công chúa về làm vợ hắn. Thời gian đầu sau khi lấy nhau, Nhật Khánh và công chúa đã trải qua những ngày tháng êm đềm, những tưởng hắn không còn nghĩ quá nhiều đến chuyện tạo phản. Nhưng thực ra, hắn vẫn nuôi ý chí phục thù, dựng lại cơ đồ của họ Ngô. Khánh xin vua đi kinh lý nhưng thực chất là cầu viện quân Xiêm, hứa thành công sẽ cho công chúa làm hoàng hậu. Nghe vậy công chúa một mực can ngăn, khuyên chồng cùng mình trở về, đừng làm điều sai trái, bất trung, bất hiếu. Lời qua tiếng lại, cọc quá, hắn đã rạch mặt cô, bị hủy dung mạo. Công chúa tức tốc chuyển viện về kinh thành Hoa Lư chạy chữa, nhưng vì không có hệ thống thẩm mỹ cùng trang thiết bị hiện đại nên các thái y phải bó tay. Tủi hổ và tuyệt vọng, công chúa xuống tóc đi tu. Một thời gian sau, vua cha và anh của nàng bị hành thích. Nhật Khánh dẫn quân chiêm thành vào cướp phá, đi qua cửa biển Đại Ác thì lật thuyền mà đi chầu ông bà luôn. Công chúa nhận nhiều tin dữ, đau đớn vô cùng, nhảy giếng lầu vọng nguyệt tự vẫn. Nhân dân xót thương lập đền thờ, nay thuộc quần thể di tích cố đô Hoa Lư Ninh Bình, gọi là đền Thục Tiết công chúa. Và người con gái đó chính là Phất Kim, cô công chúa mệnh khổ trong lịch sử. Nàng công chúa bị quên lãng trong lịch sử. Thời nhà Trần có một nàng công chúa tuyệt sắc bị đem làm mỹ nhân kế, làm giãn thế giặc, kiêm vai trò nội gián cho quan quân nhà Trần. Song khi chiến tranh thắng lợi, lại không có tài liệu lịch sử nào ghi chép về số phận của nàng. Đó là thời điểm năm 1285, Thoát Hoan tổng chỉ huy quân Mông Nguyên sang xâm lược nước ta, quân ta không cự lại được. Vua sai đưa công chúa tên là An Tư cho Thoát Hoan làm thiếp để tạm trì hoãn. Nhờ sự hy sinh này mà thế nước bớt căng thẳng, để quân ta phản công và thu được thắng lợi. Quân Nguyên đại bại, thái tử Thoát Hoan phải trốn trong ống đồng về nước và An Tư cũng bịt vô âm tín. Sau chiến thắng, vua trở về kinh thành khen thưởng những người có công mà không ai nhắc tới nàng. Nàng còn sống hay đã chết trong đám loạn quân? Sách An Nam Chí Lược do Lê Tắc chép, trước thái tử Thoát Hoan lấy người con gái nhà Trần, sinh được hai con. Nhiều người dựa vào chi tiết này cho rằng công chúa An Tư đã theo Thoát Hoan sang Trung Quốc và sinh cho vị thái tử này hai người con. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là dự đoán chứ chưa có căn cứ cụ thể. Ở thôn Cao Lãm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội có ngôi miếu cổ thờ một vị công chúa triều Trần. Đối chiếu với tư liệu lịch sử, người ta cho là nơi công chúa An Tư tuẫn tiết sau khi trốn khỏi trại giặc. Bấy giờ trong đám loạn quân không ai cứu giúp, nàng chạy về vùng đất Sơn Minh thì cùng đường và tự vẫn. Cái chết của công chúa tiếng linh vang dội, nhân dân địa phương đã lập miếu thờ. Cho dù cái kết của An Tư như thế nào, nhưng nỗi buồn về thân phận người phụ nữ này vẫn luôn khiến đời sau nuối tiếc. Chuyện ngoại tình của công chúa Thiên Thụy. Công chúa Thiên Thụy tên thật là Trần Quỳnh Chân, con gái vua Trần Thánh Tông. Bấy giờ Trần Khánh Dư quê ở Hải Dương là một thanh niên đẹp trai sáu múi vô cùng hấp dẫn. Trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất, ông đã lập nhiều công lao nên được Trần Thái Tông nhận làm con nuôi, cho tự do đi vào cung và đã thả thính Thiên Thụy công chúa. Nhưng rất tiếc, Hưng Đạo Vương lại xin Thiên Thụy cho con trai mình làm vợ và được chấp thuận. Dù chia tay nhưng Khánh Dư vẫn tìm tới và tư thông với công chúa. Chuyện bại lộ, ông bị án tử hình, nhưng vì tiếc ông có tài, vua dặn lính đánh sao cho ông khỏi chết. Sau đó ông bị mất hết chức tước, tịch thu điền sản, đi bán than để sinh sống. Công chúa rời nhà chồng về sống trong cung điện riêng. Đến khi quân Nguyên Mông xâm lược lần thứ hai, vua Nhân Tông đang lo thiếu tướng tài thì thấy Khánh Dư chèo thuyền đi qua. Vua mừng rỡ mời ông về triều, phong làm phó đô tướng quân, lập nhiều chiến công, trong đó có trận Vân Đồn vang danh thiên cổ. Trần Khánh Dư theo xa giá của vua về cung, nối lại tình xưa với công chúa Thiên Thụy, nhưng rất xu là vẫn bị
bị phát giác. Vì để giữ thể diện hoàng gia, vua Trần Nhân Tông buộc phải khuyên chị gái xuất gia. Năm 1284, công chúa tu hành tại một am nhỏ ở khu vực ven sông Văn Úc. Cô bắt đầu mở chợ cho dân buôn bán, lập điền trang, thu hút dân về và xây dựng một am thành ngôi chùa. Cô thường xuyên làm từ thiện mà không ngại sao kê, phát trận cứu người, dạy dân trồng trọt, lập làng lập xóm. Năm nào mất mùa, cô bèn biểu vua miễn thuế cho dân trong vùng. Vì cảm thấy có lỗi với chị nên xin gì vua cũng chiều. Dân làng tôn cô là Thiền Đức Đại Ni. Cô mất trùng ngày với vua Nhân Tông Băng Hà và được coi như phúc thần thờ ở trong đền mõ. Nàng công chúa trăng hoa nhất lịch sử. Phụ nữ yêu hai ba người như hiện nay vốn không hiếm, nhưng trong xã hội phong kiến thì đó là một chuyện tày đình. Trong sử nước Nam có hai cô công chúa thiên cực, một người là Kiến Dương Hoàng hậu Trần Thị Dung, vợ của vua Lý Huệ Tông, thân mẫu công chúa Thuận Thiên và Chiêu Thánh, tức Lý Chiêu Hoàng, nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Việt Nam. Sau khi con gái lên ngôi, bà bị giáng xuống làm công chúa và gả cho Trần Thủ Độ. Còn công chúa thiên cực Lý Thị là con vua Lý Cao Tông, được biết đến bởi những scandal lăng nhăng ngoại tình vô cùng tai tiếng. Thiên cực là một cô gái xinh đẹp đang tuổi Gen Z đã phải đi lấy chồng. Theo chính sách thắt chặt mối liên kết giữa các tù trưởng miền núi với Vương Triều, công chúa bị gả cho quan Lạng Châu là nội hầu Vương Thượng. Lạng Châu lúc ấy chính là Lạng Sơn bây giờ. Vì lấy tù trưởng miền núi xa xôi lại cục mịch nên cô không cam lòng và đã thả thính Phạm Du, vốn là mệnh quan triều đình, một võ tướng được vua Cao Tông tin tưởng. Hai người cùng nhau tâm sự 1 tiếng 60, 2 tiếng 80, thậm chí còn kéo vào phủ khi chồng vắng nhà. Vì mê gái, Phạm Du quên luôn nhiệm vụ vua giao. Khi nhớ ra mới gấp gáp lên đường, nhưng Đoàn Thượng đã đi mất. Phạm Du bèn lên thuyền khác theo đường sông mà đuổi theo. Đi đến Cổ Châu thì bị bắt lại đưa cho Thái tử Sảm. Thái tử Sảm lúc này đã dựa vào nhà Trần lập triều đình riêng, vốn không ưa Phạm Du, bèn sai người cho ông đi bán muối tại chỗ. Những tưởng sau sự cố đó cô sẽ im lặng đóng băng mạng xã hội, nhưng 2 năm sau cô lại tiếp tục quay lại và lợi hại hơn xưa khi cặp với điện tiền chỉ huy sứ Tô Trung Từ, là cậu của Trần Tự Khánh và nguyên phi Trần Thị Dung. Dù ông này đã có vợ con nhưng vẫn thích đèo bồng. Một đêm, Trung Từ sang mờ lem vụng trộm với công chúa thì bị chồng của thiên cực bắt được. Tức giận vì bị cắm sừng, ông rút gươm tiễn gian phu về nơi miền cực nhọc. Luật pháp nhà Lý khi đó quy định nếu nam nữ tư thông mà bị bắt quả tang, người chồng có thể tiễn vong mà không bị tội, chứ không thì ông cũng bóc lịch dài dài. Về sau, tất cả gia tài của cải trong nhà thiên cực đều bị cướp sạch. Không biết số phận ra sao, dấu tích của nàng chỉ được ghi nhận ở đình làng Thân, thị trấn Đồi Ngô, tỉnh Bắc Giang ngày nay. Bức tượng không đầu và bi kịch lặp lại của Mỹ Châu. Tại thành Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội có một ngôi am thờ pho tượng đá không đầu gắn với một câu chuyện chua xót. Chuyện kể rằng công chúa Mỹ Châu yêu lầm Trọng Thủy mà mắc mưu cha con Triệu Đà, bị lấy mất nỏ thần và bỏ trốn. Dọc đường nàng rứt lông ngỗng từ chiếc áo để đánh dấu cho Trọng Thủy tìm theo. Vua bèn chém đầu Mỹ Châu, máu của nàng chảy xuống biển biến thành ngọc, còn thân nàng biến thành một tượng đá không đầu trôi ngược về biển Đông. Về đến dòng sông, đất Cổ Loa thì dừng lại đó. Từ ngày có tượng đá, nhiều chuyện lạ đã xảy ra. Những đứa trẻ chơi đùa nghịch ngợm trên tượng đá liền bị ốm, châu bò làm bậy quanh tượng đá liền lăn ra chết. Nhiều người muốn khiêng về thì không thể nào lay chuyển được. Các bô lão liền cử các thanh niên lực lưỡng tắm gội sạch sẽ, làm lễ xin được rước tượng đá về lập am thờ thì mới được. Tiếp nối sai lầm của An Dương Vương, mấy trăm năm sau, Lý Phật Tử dùng kế giả hòa hiếu với Triệu Việt Vương, cho con trai Nhã Lang kết hôn với công chúa Cảo Nương, cô con gái xinh đẹp được vua vô cùng yêu mến. Cảo Nương cũng vì tin chồng mà cho Nhã Lang xem chiếc mũ có gắn móng rồng thần của cha. Nhã Lang phá móng rồng rồi cùng cha bất ngờ đem quân qua đánh. Triệu Việt Vương đem con gái chạy tìm nơi ẩn náu, nhưng đi đến đâu cũng bị đuổi theo sát gót bởi vì Cảo Nương lấy lông ngỗng trong chiếc gối của mình rắc ra làm dấu. Khi đến cửa biển Đại Nha Nam Định thì cùng đường ông giết con gái rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Vậy là vết xe đổ cách xa nhau hàng trăm năm lại tái diễn như một màn kịch khác nhân vật nhưng cùng một nội dung, mà cho tới ngày nay vẫn còn rất nhiều Mỹ Châu, Cảo Nương lầm tin như thế. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hãy follow kênh Vẽ Kể Chuyện để có thể đón xem những câu chuyện tiếp theo nhé.